Câu số 4 lại là một câu khá dài nữa. Yes. Cho một cái phương trình này, nó là có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của M để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. Hai nghiệm dương phân biệt. Rồi. Bây giờ nó dài quá, nhưng mà em thấy ở ngay chỗ phía trước này nè, nó là 9 mũ x nè. À, này là 9 mũ x. À, phía sau này nó lại là 3 mũ x cộng 1 đúng không? 3 mũ x cộng 1 này thì thầy có thể tách là thành 3 mũ 1 nhân cho 3 mũ x thôi. Như vậy thì nó có là 3 mũ x và 9 mũ x. Thì nếu như mà thầy đặt t thành 3 mũ x thì lập tức nó sẽ trở cái 9 mũ x này, nó sẽ trở thành t bình. Lúc đó mình sẽ được phương trình bằng 2 theo biến t. Được không? Được. Bây giờ mình thử mình biến đổi cho đó tí xíu đi. Ở phía trước này là 9 mũ x thì thầy viết lại. 9 mũ x thì thầy viết lại nó chính là 3 mũ 2 x đúng không? Yeah. Rồi, phía sau này là cộng cho 1 phần 6 nè. 1 phần 6 nhân cho ở trong là 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 2 lần m bình phương cộng 4 m trừ 5. Phía sau này là 3 mũ x cộng 1 thì thầy tách là thành 3 mũ 1 nhân 3 mũ x nha. Là 3 nhân cho 3 mũ x. Rồi, trừ 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình trừ 14 x trừ 1 cộng cho phía sau là m trừ 1 tất cả bình bằng 0. Bằng 0. Rồi tương đương nè. 3 mũ 2 x. Bây giờ ngay chỗ này là 1 phần 6. Ở phía sau là có nhân cho 3 nữa thì thầy nhân 2 này lại nha. 1 phần 6 với 3 thì gom lại thì mình được 3 phần 6 chính là 1 phần 2 đúng không? 3 phần 6 chính là 1 phần 2. Rồi ở trong này là 7 lần x bình phương trừ 14 x. Bây giờ tới đây em thấy nè. Nếu mà ngay chỗ này nó là 7 lần x bình phương trừ 14 x. Rồi nó còn ở phía sau nữa. Nhưng mà khoan, thầy để đó đi. Có phải em thấy ở phía sau này nó cũng là 7 lần x bình phương trừ 14 x và nó xuất hiện thêm cái trừ 1 không? Yeah. Như vậy ở trước này thầy tách ra thầy làm cho nó có thành trừ 1 ở đây nha. Thì cái số trừ 5 này nè, số trừ 5 này có phải thầy tách ra được là trừ 1 mà trừ cho 4 không? Yeah. Trừ 1 trừ 4 thành trừ 5 chứ gì? Như vậy thầy tách ra, tạm thời mình tách ra như vậy đi, mình coi coi mình có làm được gì không? Ngay chỗ này là trừ 2m bình cộng 4m thầy để lại. Rồi nhân cho 3 mũ x, tại vì số 3 thì nãy mình đã nhân cho 1 phần 6 rồi cho nên phía sau này nó chỉ còn lại 3 mũ x thôi. Rồi, ngay chỗ này trừ cho 1 phần 2 7 x bình trừ 14 x trừ 1 cộng cho m trừ 1 tất cả bình bằng 0. Rồi bây giờ thầy tiếp tục mình xem coi mình gom lại nè. Chỗ này là thầy tách ra cái này ra đi. Thầy lấy cái 1 phần 2 này thì thầy tách cái này thành 2 2 cộng nha. Yeah. Cái 7 lần x bình trừ 14 x trừ 1 này thì tách là 1 nè. Rồi phía sau này thầy tách anh này thêm cái nữa, thầy lấy 1 phần 2 thầy nhân vào nha. Vậy là 3 mũ 2 x mình để lại nè. Chỗ này thầy nhân vào là 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1. Phía sau tiếp tục thầy nhân cái 1 phần 2 vào phía sau á. Thì ở đây là thầy cộng đi. Thầy đặt dấu trừ, phía sau này thầy đặt dấu trừ ra ngoài nha. Đặt dấu trừ đi. Thầy đặt dấu trừ ra ngoài thì ở trong thầy lấy 1 phần 2 thầy nhân vào. 1 phần 2 nhân cho 2 lần m bình phương thì có phải nó trở thành m bình không? Yeah. Rồi, 1 phần 2 nhân cho 4m thì mình sẽ được 2m đúng chưa? 2m. Khi mà mình đặt dấu trừ ra ngoài thì ở trong này phải đổi dấu là trừ 2m. Tiếp tục, 1 phần 2 nhân cho trừ 4 là ra trừ 2. Trừ 2 nhưng mà mình đặt dấu trừ ra ngoài thì phải đổi dấu là thành cộng 2 đúng không? Rồi, tất cả mình mới lấy nguyên cái này. Mình nhân cho 3 mũ x. Rồi, phía sau này là để lại thôi, trừ 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1 rồi cộng cho m trừ 1 tất cả bình bằng 0. Bây giờ tới đây em xem như là mình được một cái phương trình bậc 2 theo biến t nha. Nếu như mà thầy đặt cái 3 mũ x là thành t đi thì chỗ này mình sẽ được là t bình phương nè. T bằng 3 mũ x. Điều kiện là t lớn hơn 0. Nhớ là mình đặt t vào bằng mũ thì điều kiện nó phải là lớn hơn 0 nha. Điều kiện t lớn hơn 0 thì lúc này mình sẽ được phương trình tương đương. 3 mũ 2 x thì nó chính là t bình phương. Chỗ này là cộng. Cộng cho cái đó thầy ghi lại thôi. 1 phần 2 nè. Nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1. Phía sau này là trừ của m bình trừ 2m cộng 2. Yeah. Nhân 3 mũ x là nhân cho t đúng không? Đúng rồi. Rồi trừ cho 1 phần 2. Trong này mình ghi lại thôi. 7 lần x bình trừ 14 x trừ 1 cộng cho m trừ 1 tất cả bình. Bằng 0. Tới đây mình cần phải nhớ cho thầy cái này nè. Cũng là liên quan tới cái định lý VS giống như cái bài ở trên hồi nãy thôi. Và nếu như mà một cái phương trình
phương trình bậc 2 a x bình cộng b x cộng c bằng 0. Và nó có các cái hệ số là ABC thỏa mãn A cộng B cộng C bằng 0. Thì từ đây mình sẽ suy ra được phương trình này có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng 1 và nghiệm thứ hai là x2 sẽ bằng C trên A. Cái này nhớ không Thảo? Không, giờ em mới biết. Rồi, cái này là mình học ở lớp 9 đó. Lâu quá rồi cho nên là không dùng lại thì mình quên thôi. Là chị mình tự 3 năm rồi mà. Nhưng nếu mà không nhớ thì cứ ghi thêm cho thầy nha. Phương trình bậc 2 a x bình cộng b x cộng c bằng 0. Mà nó có các hệ số ABC thỏa mãn a cộng b cộng c bằng 0. Thì mình sẽ có một nghiệm là 1, nghiệm kia là c trên a. Rồi. Như vậy bây giờ thầy thử nè. Có phải là cái phương trình này nó đang có a, thầy đang xem cái ẩn là ẩn t nha. Phương trình này mình xét cái phương trình này là ẩn t nha. Thì có phải là a nè, a là bằng 1 không? A chính là 1 lần t bình phương a bằng 1 nè. Và nguyên cái anh này, nguyên cộng này chính là b đúng không? Yeah. Rồi và trừ 1 phần 2 nguyên cộng phía sau này, anh này chính là C này. Như vậy bây giờ thầy xét thử coi là A cộng B cộng C nó bằng mấy nè. A cộng B cộng C có phải là 1 cộng cho 1 phần 2. Rồi thầy viết xuống dưới nha. Yeah. A cộng B cộng C chính là 1 cộng cho 1 phần 2 mở mặt ra. Trong này là 7 lần x bình trừ 14 x trừ 1 trừ cho m bình phương trừ 2m cộng 2. Rồi, đó là A cộng B đó. Cộng cho C chính là trừ 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình trừ 14 x trừ 1. Cộng cho phía sau m trừ 1 tất cả bình thì khai triển luôn, đó có phải là m bình trừ 2m cộng 1 không? Bây giờ mình gom cái này lại coi nó bằng mấy nè. Có phải em thấy ở phía trước này mình đang có là 1 phần 2 nhân cho 7 x bình trừ 14 x trừ 1, mà phía sau này là trừ 1 phần 2 nhân cho 7 x bình trừ 14 x trừ 1. Thì có phải hai này mất không? Mất. Mất. Rồi đúng rồi. Yeah. Rồi tiếp tục nè. Phía sau này mình có nè. Chỗ này nếu mà thầy bỏ cái dấu ngoặc ra nè. Thì anh này là trừ m bình. Phía sau này là cộng m bình là mất đúng không? Yeah. Tiếp tục. Ngay chỗ này thầy bỏ dấu ngoặc ra thì có phải là thầy được là cộng 2m. Cộng 2m và phía sau này trừ 2m có phải mất nữa không? Yeah. Mất luôn. Rồi tiếp tục nè. Ngay chỗ này mà thầy bỏ ngoặc ra thì có phải là trừ 2 không? Trừ 2 mà ở phía trước này có cộng 1. Như vậy trừ 2 cộng 1 là trừ 1 đúng chưa? Trừ 1, trừ 1 phía sau này lại có cộng 1 thì có phải lại mất nữa không? Vậy hết luôn, tóm lại nguyên cái biểu thức này là có phải bằng 0 chứ? Rồi, như vậy mình có nè, A cộng B cộng C bằng 0 cho nên mình sẽ suy ra được phương trình có hai nghiệm. Nghiệm của mình ở đây là T nha, tại vì mình đang đặt là T mà. Nghiệm thứ nhất là T1 là bằng 1 nè. Và nghiệm thứ hai là T2 bằng C trên A. T2 bằng C trên A, mà C chính là cái cộng này đúng không? A là bằng 1, khỏi ghi rồi. A là bằng 1 thì thầy khỏi ghi. Như vậy là C trên A thì nó chính là bằng C thôi. C chính là trừ 1 phần 2 tất cả nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1 cộng cho phía sau là M trừ 1 tất cả bình. Rồi, này chính là C trên A này. Bây giờ mình sẽ giải phương trình này ra. Hồi nãy thầy đã đặt T là bằng 3 mũ x đúng chưa? Thầy đặt T bằng 3 mũ x. Như vậy chỗ này thầy sẽ được 3 mũ x bằng 1 thôi. Và dưới này là 3 mũ x bằng trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1 cộng cho m trừ 1 tất cả bình. Rồi, tới đây mình sẽ giải cái hệ này ra. Trên này thì có nè, 3 mũ x bằng 1 thì x bằng mấy? A mũ alpha mà bằng b thì alpha sẽ bằng logarit cơ số A của b đúng không? Tức là logarit lên thôi, logarit cơ số 3 của 1 đúng không? Em có phương trình này. Mình có là A mũ alpha mà bằng B, tức là mình sẽ được alpha bằng logarit cơ số A của B, chứ không phải là 1 phần 3, không phải chia nha. Logarit cơ số A của B. Như vậy là mình sẽ được logarit cơ số 3 của 1 thôi. Mà logarit cơ số 3 của 1 có phải bằng 0 không? Em bấm máy tính ra. Logarit cơ số 3 của 1 bằng 0. Được chưa? Nhưng mà cái đề nó yêu cầu mình là tìm M để phương trình có hai nghiệm dương nha. Hai nghiệm dương phân biệt. Bây giờ cái số 0 này thì đâu phải là nghiệm dương đúng không? Cho nên anh này là không khỏi nè. Thì mình đang cần tìm nghiệm dương. Như vậy là còn lại là cái phương trình số 2 á. Phương trình ở dưới là 3 mũ x nè. 3 mũ x. Bây giờ thầy chuyển x về một bên, m một bên nha. Thầy chuyển cái trừ 1 phần 2 đó đi. Chuyển qua đây là thành cộng 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1. Thì bên đây nó còn là m trừ 1 tất cả bình đúng không? Thầy đánh dấu phương trình này là nãy là phương trình mấy? Phương trình 2 đi nha.
cứ đánh dấu là câu chuyện 2 đi. Rồi như vậy là yêu cầu bài toán nè. Bài toán ấy, là nó đang yêu cầu là có hai nghiệm dương phân biệt. Mà bây giờ là cái phương trình trên này là mình đã không có nghiệm nào rồi, cho nên là yêu cầu bài toán sẽ xảy ra khi cái phương trình số 2 này có hai nghiệm dương phân biệt, đúng không? Phương trình số 2 này đang cần có hai nghiệm dương phân biệt. Rồi. Như vậy thì thầy sẽ xét thôi. Giả sử như thầy đặt cái hàm bên trái này, bên trái này thầy đặt là cái hàm gx đi, tại vì trong này nó chỉ còn toàn là biết x thôi. Bên phải này thì m trừ 1 tất cả bình thì đồ thị của nó là một cái đường thẳng nằm ngang rồi, đúng không? Tại vì nó là hàm hằng mà nó không có dính tới x trong này thì nó là bao nhiêu đi nữa, nghĩa là m ở trong đó thì cái đồ thị của nó chính là một cái đường thẳng nằm ngang. Thì một lát nữa thầy vẽ cái bảng biến thiên của cái hàm bên trái này, rồi sau đó là thầy vẽ cái đường thẳng nằm ngang ra, thầy coi coi là nó cắt chỗ nào hai nghiệm phân biệt thì mình lấy thôi. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ xét, giả sử như ở bên trái này thầy đặt là hàm gx là 3 mũ x cộng cho 1 phần 2 nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1. Bây giờ để mà lập được bảng biến thiên của nó là mình cần phải tính được g phẩy thôi. Vậy g phẩy a mũ x đạo hàm thì nó sẽ là a x nhân ln a, đúng không? Tức là thầy sẽ được 3 mũ x nhân cho ln 3. Rồi phía sau này là cộng cho 1 phần 2 thì để lại nè. Trong này anh này đạo hàm có phải nó ra được 14 x không? Trừ 14. Trừ 14, hết rồi đúng chưa? Và bây giờ thầy sẽ cho này bằng 0 luôn. G phẩy bằng 0. Như vậy có phải thầy được 3 mũ x nhân ln 3. Thầy chuyển cái này qua bên đây nha, chuyển cái cộng 1 phần 2 qua bên kia đi, thì nó chính là trừ 1 phần 2 nhân cho 14 x trừ 14. Cái đây được không thầy? Được. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhẩm nghiệm đó. Bây giờ em thấy ở bên vế trái này nè, vế trái này có phải là hàm mũ không? Hàm mũ thì có phải là nó sẽ luôn lớn hơn không? Được chưa? Ln 3 thì nó là dương rồi, 3 mũ x này là luôn dương. Nhờ bên vế phải nè, vế phải này là trừ 1 phần 2. Nếu mà thầy nhân cái trừ 1 phần 2 thầy nhân vào luôn nha. Bây giờ thầy nhân vào thì thầy sẽ thấy trừ 1 phần 2 nhân cho 14 thì có phải là trừ 7 ít không? Trừ 7 cộng 7 chứ gì? Thì bên này nè, cái này là luôn dương mà cái cơ số của nó là cơ số 3. Nhớ thầy, nếu như mà cái hàm mũ mà cơ số của nó lớn hơn 1 thì hàm số là luôn đồng biến nha. Rồi. Bây giờ bên trái, bên phải. Bên phải này em thấy nó có phải là hàm bậc nhất không? Hàm bậc 1 mà có hệ số A là bằng trừ 7. Trừ 7 có phải bé không? Cho nên từ đây mình sẽ suy ra được cái hàm này nè, nó sẽ luôn nghịch biến. Ghi như thầy cái này nha. Thầy thấy như mà cái hàm số bậc nhất ấy. Hàm bậc nhất Y bằng AX cộng B, A khác không, A mà lớn hơn không thì hàm số sẽ luôn nghịch A mà lớn hơn không thì hàm số sẽ đồng biến trên R. Ngược lại, nếu như A bé hơn không thì hàm số sẽ luôn nghịch biến trên R. Vậy trong bài này A của nó đang bằng trừ 7 là bé hơn không, cho nên thầy sẽ suy ra được là hàm số này là luôn nghịch biến trên R. Như vậy từ đây nè, một hàm là luôn đồng biến, một hàm là luôn nghịch biến. Thì nếu như mà thầy vẽ bằng cái mặt đồ thị thì vẽ ra cho em thấy. Này là thầy minh họa rồi. Hàm luôn đồng biến thì có phải nó sẽ luôn đi lên từ trái sang phải không? Đồ thị của nó sẽ luôn đi lên từ trái sang phải. Luôn đi lên từ trái sang phải. Còn cái hàm mà nó nghịch biến, bây giờ cái anh này là đường thẳng nè, đường thẳng. Thì có phải là nó sẽ luôn nghịch biến thì đường thẳng thì sẽ luôn đi xuống không? Như vậy thì em nhìn xem là nếu như mà hai anh này mà nó cắt nhau, nó cắt nhau thì có phải nó chỉ cắt tại một điểm duy nhất thôi không? Tại vì một anh là luôn đi lên, một anh là luôn đi xuống. Như vậy thì nếu như mà hai anh này mà có cắt nhau thì nó cắt duy nhất tại một điểm thôi. Được chưa? Có nghĩa là phương trình này nếu như mà nó có nghiệm thì nó chỉ có nghiệm duy nhất. Cho nên bây giờ thầy sẽ nhẩm nghiệm nó, mà nhẩm nghiệm bằng cách là mình bấm máy tính, mình ship sâu thôi. Bài này thầy sẽ nhập vào trong máy tính là 3 mũ x nhân ln 3 này. Rồi sau đó là bằng bên đây là trừ 7x cộng 7. Trừ 7x cộng 7. Rồi thầy bấm ship sâu nha. Để mình dò coi x nó ra được bằng mấy. Thì có phải em thấy nó ra được cái nghiệm là 0,67 không? Rồi 0,6717 nè. Thì cái nghiệm nó lẻ kệ nó. Nếu mà nó lẻ thì mình sẽ đặt thành x0 thôi. Yeah. Tức là phương trình này mình lúc này mình sẽ được là x bằng x0.
x không này là gần bằng 0,67 nè. Anh này chính là nghiệm duy nhất. Rồi, khi mà thầy có được cái nghiệm duy nhất rồi thì bây giờ thầy sẽ đọc cái bảng biến thiên ra. Bảng biến thiên của hàm GX nha. Chỗ này x, chỗ này là g phẩy x và dưới này là g x. Mình có cái điều kiện nào của x không? Phải mình có đặt điều kiện của x không? Dạ có. X là như nào ta? Hình như là không đúng không? Rồi bài này mình không có cái điều kiện của x nè. Cho nên là nếu không có điều kiện tức là x nó sẽ đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Được không? Thì chỗ này thầy có trừ vô cùng nè. Bên đây là cộng vô cùng. Hồi nãy mình được cái nghiệm x0 thì thầy ghi x0 vào đây thôi. Được chưa? Ngay chỗ x0 thì g phẩy là bằng 0 nè. Bây giờ mình sẽ xét dấu của nó. Xét dấu của nó. Thì g phẩy là hồi nãy thầy tính được nó bằng như đây đúng không? Bây giờ em muốn xét dấu thì dễ thôi, mình bấm máy tính tiếp. Thầy nhập cái hàm g phẩy là 3 mũ x nhân cho ln3. Rồi, cộng cho 1/2 tức là cộng 0,5 nhân cho 14 x trừ 14. Rồi bây giờ thầy coi, cái nghiệm của mình là 0,67, bây giờ thầy coi lớn hơn 0,67, thầy con 1, con 1 ra dương nè, như vậy bên đây là dấu cộng nè. Tiếp tục thầy con ở bên trái của 0,67 thì thầy con 0,5 nha, ra âm nè, như vậy là bên phải là mang dấu cộng và bên trái là mang dấu trừ thôi, bên trái là mang dấu trừ nè. Rồi. Vậy từ đây xuống đây là đi, dấu trừ là đi xuống nè, xuống tới đây, rồi dấu cộng là đi lên. Thì ngay cái chỗ mà cái x0 nè, thì anh này chính là bằng f(x0) đúng không? À g chứ, anh này chính là g của x0. Rồi không, tại cộng trừ vô cùng là quan trọng nhất nè. Em cần phải tìm được giới hạn của nó tại cộng trừ vô cùng đúng không? Giới hạn của gx tại cộng trừ vô cùng thì nó ra mấy? Tới đây mình tiếp tục mình bấm máy tính nữa. Mình để mình tính giới hạn nhanh thì mình bấm máy tính được không? Vậy thầy nhập vào trong máy tính nha. Tức là thầy coi thôi. 3 mũ x để tính giới hạn nhanh nè. Gặp cái hàm gx vào 3 mũ x cộng cho 0,5 nhân cho 7 lần x bình phương trừ 14 x trừ 1. Rồi, tiến đến trừ vô cùng thì thầy sẽ coi là trừ của 10 mũ 9 nha. Nó ra số vô cùng lớn, không phải là bên đây nó sẽ là cộng vô cùng không? Nhân cho 10 mũ 18 là số quá lớn rồi, như vậy căn bên đây là cộng vô cùng. Rồi, tiếp tục. Giờ là con tại cộng vô cùng. Cộng vô cùng thì thầy sẽ con là 10 mũ 9. Nó tính không được là tại vì lớn quá thì con là tại vì mình có 3 mũ á. 3 mũ lên mà bây giờ em cho cái x nó lớn quá thì tính không được. Con thầy thầy x bằng 99 thôi. 1 phẩy mấy nhân cho 10 mũ 47. Rồi anh này có phải là cộng vô cùng nữa không? À không được rồi. Ngay chỗ này là nó kêu mình là tìm m để phương trình có hai nghiệm dương đúng không? Yeah. Hai nghiệm dương. Hai nghiệm dương có nghĩa là x của em nó phải sao? Dương là phải lớn hơn không đúng không? Phải lớn hơn không, như vậy là chỗ này hồi nãy là mình bây giờ mình lập cái bảng kia như thế này cũng được. Thầy sẽ đưa cái số 0 vào đây. Cái nghiệm x0 này là 0,6 cho nên là cái nghiệm x bằng 0 nó sẽ nằm đây đúng không? Dạ. Rồi, ngay chỗ mà x bằng 0 á. X bằng 0 thì ngay chỗ này mình được f0 chứ gì. Và mình cần xem là g của 0, g của 0 này nó bằng bao nhiêu này? Thì thầy lấy số 0 này thầy thay vào cái hàm g thôi. Rồi, hàm g là như đây thầy con tại x bằng 0 nha. Nó ra 1/2. Nó ra 1/2, như vậy ngay chỗ này thầy sẽ được 1/2. 1/2. Và bây giờ cái bảng biến thiên của mình thì mình chỉ xét những cái phần mà lớn hơn không thôi nha. Tức là khúc này em bỏ đi. Mình sẽ bỏ nguyên cái phần này đi. Tại vì cái phần này là x âm mà mình đang cần là cần cái nghiệm dương. Đó. Rồi. Như vậy bây giờ bảng biến thiên của hàm gx thì thầy đã lập xong rồi. Bây giờ để mà biết được cái chỗ nào mà nó cắt tại hai nghiệm thì thầy cần phải vẽ cái đường m trừ 1 tất cả bình ra đúng không? Mà m trừ 1 tất cả bình thì nó cũng chỉ là một cái đường thẳng nằm ngang thôi. Đường thẳng nằm ngang này. Thì có phải em thấy khi mà cái đường đó mà nó lớn hơn cái g của x không và nó bé hơn 1/2 thì lúc này nó sẽ cắt tại hai điểm không? Yeah. Anh này chính là y bằng m trừ 1 tất cả bình. Như vậy mình sẽ lập luận là để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt thì g của x0
nó phải bé hơn m trừ 1 tất cả bình. Và m trừ 1 tất cả bình này phải bé hơn 1 phần 2. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ giải cái này ra. Mình muốn giải được thì mình phải coi coi là g của x không này nè. Là nó bằng mấy đúng không? Mình phải coi thử 0,67 vào xem. À, nó là trừ 1,53, tức là nếu mà cái nghiệm đúng thì nó cũng sẽ ra âm thôi. Cái g của x0 này là âm nè. M trừ 1 tất cả bình thì có phải nó luôn lớn hơn bằng 0 không? Bên đây là âm, bên đây luôn lớn bằng 0 thì có phải cái số âm nó sẽ luôn bé hơn cái số luôn lớn hơn bằng 0 không? Tức là chỗ này là luôn đúng rồi. Luôn đúng, cho nên là thầy chỉ cần giải cái này thôi. Thầy giải cái bất phương trình là M trừ 1 tất cả bình bé hơn 1 phần 2 thôi. Được không Thảo ơi? Dạ được thầy ơi. Em nói chuyện sao em quên bực mất. À. Rồi bây giờ tới đây thì có thể em khai triển ra máy tính cho em dễ. À, mình khai triển ra luôn. À, M bình nè. Trừ 2M đúng không? Cộng 1 chuyển tới bên kia qua luôn. Cộng 1 trừ 1 phần 2 là thành cộng 1 phần 2. À, bé hơn 0. Rồi đó mình bấm máy. Bé hơn 0 chọn số 2. À, 1 nè. Trừ 2. À, 1 phần 2. Hai trừ căn 2 trên 2 bé hơn m, bé hơn 2 cộng căn 2 trên 2. Mà nó kêu em là tìm cái giá trị nguyên của m đúng không? Mà nó kêu đúng mình tìm giá trị nguyên của m. Như vậy mình coi coi là hai cái số này ra mình bằng mấy thì mình bấm ở đây thôi. Nó là 0,29 cho đến 1,7. Như vậy m nó sẽ bằng mấy nè? Lớn số nguyên mà lớn hơn 0,29 phải bằng 1 không? Và bé hơn 1,7 như vậy chỉ có duy nhất là m bằng 1 thôi đúng không? Cái đó mình chọn luôn m bằng 1. Thì là chỉ có một giá trị thôi. Một giá trị là m bằng 1. Rồi mình quay lên mình chọn đáp án. Đề nó nói là có tất cả bao nhiêu giá trị như vậy chỉ có một giá trị thôi.